trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Vào đầu thế kỷ thứ 8, một vị anh hùng trẻ tuổi, xuất thân nghèo khó nhưng chí hướng lớn đã lãnh đạo nhân dân cả nước cùng với liên hợp của nhiều quốc gia liên bang chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Đó là Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế. Mai Thúc Loan sinh năm 670, mất năm 723. Cha là Mai Sinh, mẹ là Vương Thị, nguyên gốc là người làng Mai Phụ, huyện Thiên Lộc, bây giờ thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mai Thúc Loan sinh ra và lớn lên ở động Cồn Chèn, thôn Ngọc Trừng, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tương truyền, Mai Thúc Loan là một cậu bé hiếu động, nhanh nhẹn, có sức khỏe hơn người. Từ nhỏ, Mai Thúc Loan đã phải lam lũ kiếm sống bằng nhiều cách như kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng, làm thuê cho bọn hào phú. Nhờ sự cưu mang của cư dân trong vùng mà gia đình Mai Thúc Loan đã vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn tại nơi ở mới. Cha mất sớm, Mai Thúc Loan được mẹ nuôi dưỡng chăm sóc. Người mẹ thường dặn dò con trai: "Con ơi, cha con mất sớm, gia cảnh nghèo hèn, mẹ thì đau ốm bệnh tật suốt. Con hãy cố gắng chăm chỉ làm thuê làm mướn để có cơm khoai qua ngày nha con." "Thưa mẫu thân, người ốm cứ nghỉ đi ạ, con sẽ lo được hết." Rồi mẹ ông mất trong một lần vào rừng kiếm củi gặp phải thú dữ. Mai Thúc Loan trở thành mồ côi và được một người bạn của cha là Đình Thế đưa về làm con nuôi, cưu mang giúp đỡ, yêu thương như con đẻ, giúp ông vượt qua những năm tuổi thơ khốn khó. Thấy Mai Thúc Loan có chí khí, ông Đình Thế răn dạy: "Con phải năng tập võ công, dùi mài kinh sở. Ta sẽ giúp con nuôi chí lớn, và nước đang cần những người anh hùng." Cuộc sống nghèo khổ của gia đình cha nuôi không cho phép Mai Thúc Loan được đi học. Nhưng với sự kiên trì hiếu học, tự học, qua nghe lén những bài giảng của thầy gần nhà, mà Mai Thúc Loan đã biết đến sách vở Thánh Hiền. Thầy Đồ vừa là người thường xuyên bảo ban, động viên giúp cậu bé mồ côi học chữ, đồng thời là người khai sáng cho ông về lịch sử đất nước. "Này con, cuối hàng còn có ghế trống, con ngồi đây nghe ta dạy đôi lời. Vận nước suy vong, nhà đường đô hộ, dân sống lầm than. Những người con nước Việt phải biết làm sao giữ lấy giống nòi.